Hay mời quý anh chị theo chân hai cô cháu mình buổi chiều đi thăm cái bãi này, còn 6 cái nữa cả nhà. 6 cái nữa mà không có dính gì không mà buộc quay cái này coi luôn nha. Rất là đặt đây không? Mình không có đặt cả bụi khóm không? Im chó. Mình có 1 cái này cả nhà. Mình chiều cảnh đẹp quá vậy. Ở đâu ta? Cái cầu thịt lúa đây. Cái bị chó vậy quá. Cái bãi này tôi thấy này. Bãi này tôi thích quá luôn. Chuột còn luôn nha. Chuột còn mừng rồi. Cái này mình cũng đặt theo khu dân cư nhà ta nha. Đó. Nhà thấy không đó, thấy không nha. Nhà kìa. Đây cao dữ. Giờ khó kiếm ăn quá cả nhà, kiếm cái chỗ nào mà yên nó thì bị người ta đặt hết trơn rồi. Nhà nuôi yến đó cả nhà. Nhà nuôi yến chà bá luôn thấy không? Nó yến nó kêu quá trời kêu luôn. Mà chó cũng dữ lắm cả nhà, đặt rồi cái bãi đâu rồi cái bãi còn không nói gì à, đặt cái khuôn cư cũng không dám nói chuyện nhiều nữa. Đây, cái thứ hai này. Quay hơi lắc cái nhà thông cảm nha. Cái thứ hai cũng sức quất luôn cả nhà, chuột còn luôn nha, chuột còn là mừng rồi đó nha. Và tường người ta là cái cây này là cây xăng đó nha. Tường ở trong đó là cây xăng á. Lúa quá trời đẹp luôn, cái chiều quay cảnh đẹp quá đẹp. Trồng ruộng bao ga bao la bát ngát quê hương mình cái nha. Nhưng mà mình không có công ruộng đâu nha. Mình làm mướn với làm thuê ngày mưu sinh ngày bị gắn. Ở đây có cái nào không đang quên hình không phải không? Mấy cái này, cậu mình qua bên kia nè. Tại đây có cái đường mương đó. Cậu mình đem camera thì không được. Ok, cậu mình đặt đó. Không. Hoành nữa hả? Để mình lấy lợp cậu mình thấy cái nhà. Kìa. Con hốt hành đầu chiên. Sâu lắm. Cậu mình bay quá. Gom luôn cái nhà bên đi cái nhà. Không có cột á. Mình gom mình lấy luôn. Mình cậu nước hết trơn rồi kìa. Chỗ cậu mình với mình đặt lại đây nha. Chút nữa tới tiếp theo mình quay cái nhà. Kìa cái nhà. Cậu mình đặt đây ngay chân ngọc trà một cái. Mà không biết có không đây. Có gì không cậu? Ôi trời ơi. Một em nữa cả nhà. Mình sẽ giục bẫy qua cả nhà. Cái này này cả nhà. Hai em ngon. Cái bẫy dính gắn nằm như thế nè. Đó. Bên đó. Rồi chứ không. Giờ cậu mình đặt cái đó cái khác nha. Đã. Ngon lành. Cậu mình hứa đó. Kinh được cái này. Đi. Đi cái nhà đi. Đó. Trong này. Trong đây là còn 3 cái nữa. Mình sẽ mong dính thêm 3 con nữa nha. Đây. Cái chân chỗ này là cậu mình có 1 cái nè. Đây cái nè. Cũng có ở đây. Trong kia kìa. Đó cái nè. Trong đó đó.
mình vô cũng được nha nè. Không biết có gì không đây. Có gì không? Ngon. Đi ra cả nhà. Đâu đâu đâu, chút xuống cho cả nhà coi. Wow. Đi cả nhà. Được con hành nữa cả nhà. Con hành này cũng 300 g nha. Được 3 con nha. Đây chút rủ bắt rồi cứ quay nha, xem hết luôn nha. Toàn cảnh luôn. Đã cả nhà. Đặt sau khuôn cư nhà ta nha. Nó người ta đang làm nó đó. Này, nhà ta nè. Nó mình đặt sau cái mã này cả nhà. Bờ tường này ha. Đặt trong khuôn cư nhà ta mà. Này, mình đặt có đặt trong đó hai cái, thằng cháu mình lấy ra hai cái nha. Vô lấy ra đây luôn, mình đặt lại nha. Ở đó ta đang mà lắp cái tổng đài đó nha. Nó cây tổng đài đó ha. Ta leo nó đó. Rồi, lắp ra vì vùng quê mình không có sóng, ta lắp có sóng điện thoại đó. Khung cảnh quá đẹp luôn nha. Chiều cảnh đẹp quá. Cái khu này đó là vài bữa nay mình cũng đặt lợp ếch lên cả nhà. Này đây khu này là mình đặt lợp ếch nha. Khu này không là mình ăn mỗi mùa mấy trăm ký ếch khu này không nè. Đây là nhà có ta bà chè ta xây cái nhà mình đặt cặp theo bà tường này nè. Đây đắng đây vô đó đó cả nhà. Nó đó đó dính không được 3 con nha. Đây được 3 cái 3 con này cả nhà. À, bắt ra luôn nha. Này con, không con, đâu hả? Té con chết luôn nữa nè. Cháu mình té. Đấy con, cầm mấy con bắt ra về tối. Mình cầm quay cái cậu bắt cái này. Đây, em đầu tiên. Đây là em thứ hai. Còn em thứ ba đây. Sao cái con được 3 con? Con nữa. Cậu mình tiến hành bắt nó ra. À, em mình nuôi gì vậy? Đấy, cất này. Kinh khủng. Cất này 7 xây. Lâu rồi, vô đợi 5-6 đêm mình cứ quên thăm. Lo thăm mấy 7 kia mà không có thăm 7 này. Rồi rồi. Gắn màu đỏ hả nha? Sao chúng phát nó ra luôn vậy? Khác với gắn màu đó ha, màu đỏ màu đen ha. Con này màu đỏ. Ui dồi ôi, cả nhà thấy gì chưa? Ngon, ngon nha. Như con này là to nhất gì nè cả nhà. Con đó to nhất. Nặng chịch luôn cả nhà. Con này cũng được nè cả nhà. Cái khu này là con rắn bự nhiều quá nha. Tại vì mình cắm câu ếch á, nó ăn đứt lử hoài. Đây. Còn mình tiến hành bắt con thứ hai. Con hỏi gỡ anh dính cái clip trước cái này. Con còn một mình không có đồ đựng đem theo luôn mà nó làm khù giật mình hoài. Đây không cho nó khù cái nha. Con này chậm nè, con này chậm nha. Đã không anh chưởng cái phần đó gần đó luôn đã chụp chứ. Cậu nó không ra rồi. Không. Hay kìa. Làm thôi. Ngày mai mình đi Kiên Giang mình dỡ bẫy về nha. Xa quá. Trời ơi nó khù rồi. Kinh khủng thiệt. Nó hổ mà. Hổ là khù cái rớt. Đây. Còn một em. Em này cũng trọng này cả nha. Con này cũng nặng. Bẫy này bẫy của bạn Hiền mình là của sân bắc Châu Phong cho mình cả nhà. Sân bắc Châu Phong không có đặt bẫy nữa cho mình cái bẫy này nè.
cho mình mấy chục cái là nha, không phải mấy chục cái. Mình về cột lại mình làm chỉnh lại chút đỉnh. Rồi. Ok. Ra trước. Này. Thấy chưa cả nhà? Ba con. Là của thằng bắt châu không cho mình đó, mình về mình đặt cái nha. Thì bạn mình này lý do gia đình đó, thì không có làm nữa, không có đặt bẫy nữa, thì sang làm câu cá này kia, làm bếp cái nha. Thì mong quý anh chị mình xem ủng hộ Vũ, thì cũng qua ủng hộ kênh săn bắt châu Phong giùm nghe cả nhà ơi. Thì Vũ cũng cảm ơn rất nhiều, hẹn cả nhà clip sau luôn nha. Chúc quý anh chị luôn luôn thành công luôn nha. Bye. Bye. Tới nhà cả nhà, con 15 cái mình căng được nhiều rồi cả nhà, 15 cái đã dính được bỏ heo rồi, mình căng luôn heo rồi nha. Anh là 3,7 kg bỏ 500 g, còn 3,6 kg bỏ gắn heo 3,600 g, còn 3 kg nha, 15 cái. Đó là sao hè mình đi giúp trong khuôn cư đó nha. Được 4 con, 5 con hành với 2 ngựa khủng nữa nha. Thôi tôi tạm ấp máy hẹn cả nhà clip sau nha.